Theo Tổng cục Thống kê, sau 3 thập kỷ, mức sinh của Việt Nam đã giảm gần một nửa, chỉ còn 2,09 con một phụ nữ vào năm 2019. Trong đó, mức sinh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giảm xuống rất thấp. Vì thế, việc khuyến khích sinh con đang được đẩy mạnh nhằm nâng cao chất lượng dân số. Năm 2022, năm Nhâm Dần, với con giáp đại diện là con hổ, tượng trưng cho sự dũng mãnh vươn lên. Tuy nhiên, lại có những quan niệm ăn sâu vào tâm trí người xưa, khiến cho con gái tuổi Dần thường bị nhiều định kiến. Đâu đó đã có tâm lý không sinh con gái tuổi Dần vì sợ cầm tinh con hổ. Tâm lý e ngại này liệu có còn đúng? Tôi thì không có quan trọng là sinh con tuổi gì hết, nhất là tuổi Dần. Ví dụ như bây giờ mình sinh con, tuổi nào cũng là tuổi. Quan trọng là nó hợp với tính tình của mình như thế nào. Thì mình sinh ra mình nuôi dạy nó nên người hay không, cọp giữ này kia nọ thì tôi không quan tâm đến. Đây là gia đình chị Ngọc Phước. Vợ chồng chị đã kết hôn được 3 năm, đã có cho mình một bé trai kháu khỉnh. Năm nay, kế hoạch của gia đình chị đã đón thêm một bé gái với quan niệm gia đình càng đông con cháu là càng vui. Đối với mình thì tuổi Dần thì nó rất là hợp với hai vợ chồng, tại hai vợ chồng mình tuổi mèo. Nên là cũng thích con gái tuổi Dần nữa. Năm nay định do là mình sinh con gái, kiếm con gái tuổi Dần thì mình có bé trai rồi. Nên là mình thích tuổi Dần lắm. Tuổi Dần nó con gái mà có tuổi Dần thì nó kiểu nó bản lĩnh. Người xưa thường có câu đông con hơn nhiều của. Với ý nghĩa con cái là thứ quý giá, là duyên trời ban và không thứ của quý nào có thể sánh bằng được. Với xã hội hiện đại ngày nay thì những quan niệm xưa cũ về con gái tuổi Dần cũng không còn nữa. Thay vào đó, người ta thoáng hơn về những định kiến, sống với tư duy đổi mới, tích cực. Tài chính thì cũng không có lo, chỉ lo là không ai phải chăm phụ thôi, tại vì bé nhà mình mới có một tuổi mấy à. Cho nên là khi mà sinh em bé nữa thì tại vì còn hai đứa chênh lệch còn quá nhỏ, nên là nếu mà có người phụ thì cái vấn đề nó không quan trọng. Gia đình mình đông con cháu thì vui thôi, nên là không có gì phản đối hết. Người tuổi Dần vốn là người độc lập, mạnh mẽ. Điểm mạnh chung của họ là người thông minh và có đạo đức. Cũng có rất nhiều người thành công cầm tinh con hổ. Tuổi nào cũng vậy, cứ sống đúng với tính cách của mình là điều ai cũng thích. Để đánh giá một người thì phải dựa trên nhiều phương diện khác nhau, chứ không chỉ riêng con giáp. Do đó, những quan điểm về người phụ nữ tuổi Dần đều không hề chính xác và thiếu khoa học. Người xưa đó tin là mỗi người có một cái số. Một đó là có thể nằm trong thập nhị địa chi đó. Tức là mỗi một cái đó thì có tượng trưng có một cái con. Ví dụ như là đấy, tuổi Dần thì có cái con hổ. Mỗi một cái tuổi đó thì nó phải có cái là liên hệ giữa cái can cái chi đó, nhưng mà nó phải có cái âm hay dương, hay nó thuộc về ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Thế như vậy đó thì là mỗi người có một cái có số đó. Tuổi Dần đó thì có những người rất là thành công, và cái đặc điểm cái tính khí của họ thì người ta tưởng là như thế là ảnh hưởng cái tuổi Dần là ông hổ. Theo tôi đó thì những cái đặc điểm mà tính chất của mỗi một cái con người như thế đó thì nó rất tùy thuộc vào cái bố mẹ của nó hay là hoàn cảnh của nó cũng như tính chất của nó, nhưng mà quan trọng là vấn đề cái giáo dục gia đình cũng như là học đường. Bên cạnh đó, các kế hoạch khuyến khích sinh con thời gian qua được Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều giải pháp để hỗ trợ các cặp vợ chồng trong việc sinh và chăm sóc trẻ, cũng như việc nâng cao bình đẳng giới. Vì thế, các gia đình trẻ đừng vì những quan niệm xưa cũ mà hà khắc với việc sinh con tuổi Dần.